hơi con. 2 cân này, 3 cân này này. 2 bạn đang đi mài dao buổi sáng đấy các bạn. Ở đây là bạn Dorival Đù. Dorival Đù đâu rồi? Xin chào các bạn nào. Ok, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Dorival Đù. Estamos aqui a catar anas para começar o nosso novo dia. Ok, đó. Còn bên này là bạn Leo rồi. Leo, xin chào tất cả các bạn. Estamos aqui, acordamos de manhã cedinho, estamos a fiar as katanas. Để mà nhà giá capila lá. Lá? Sim, sim, tô a sair lá já. Sáng sớm nay thì bạn Leo là cũng đã đi phát quả đằng sau đấy các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong Cuộc Sống Châu Phi. Sáng nay mình vào đây thì các bạn ấy đã đi bẻ ngô về luộc rồi các bạn. Abril. Hôm nay là buổi sáng này là các bạn ăn sáng là ăn ngô đấy các bạn. Ngô là một song to. Sandra ơi, vai tì ra để kể. Còn các bạn ấy thì sáng nay là cũng đi phát cỏ rồi. Đi phát cỏ xong là quay trở lại đây thì các bạn ấy đang luộc ngô, đợi ăn ngô xong thì các bạn ấy quay trở lại công việc. Còn chỗ này là bạn Asu Sao. Xin chào các bạn. Anh ta là Asu Sao. Estamos aqui a fazer machado para cortar alguns paus. Ok. Bạn ấy đang mài rìu đấy các bạn. Sáng ra mài rìu. Afia bông rồi. Về. Afia banh ấy. Tí nữa bạn ra kia là đi dọn những cây gỗ ở vườn đấy các bạn. Dọn những cây gỗ ở vườn đào lên. Đào lên thì mới cày được. Còn hai bạn nữ là bạn ấy đang ra kia để đi hái hành đấy các bạn nhỉ. Thì tia cebola de flor đi. Là va u mờ quay ra hết gì. Còn bạn Su Sa. Vai ver amanhã? Eu estou andando com a filha para matar passarinho. Também rato. Rato, okay. Vai também rato. Fazer só assim, morrer já. Ok. Sim, fazer só assim. Ok. Sim. Bạn Su Sa thì tâm này là bạn ấy vẫn ở vườn đấy các bạn. Vẫn ở vườn, buổi sáng ra là bạn chưa đi ngủ, tí nữa bạn mới đi ngủ đấy các bạn. Aqui se vola é se. Tira tipo cebola de folha. Ở kia vẫn còn nhiều hành lắm đấy các bạn. Cô để hàng ca, cô sẽ tira folha li mồ hê. Mai, bánh phô cũ. Chega, Tony Phong. Ainda. Mai, Monte Grande. Uma pega de mão grande. Ok. Depois lava a bom. Ou tá pequeno. Sim. Mai. Bạn ấy nhổ là chỗ này là hết nửa luống đấy các bạn, nửa non luống mới đủ. Mai, ok. Nava, cota pequenini, depois frita, só le banho, depois mete junto. Ah, como de que? Como sani? Hã? Tá bom. Ok. Esse depois água de ferver. Depois água ferve de milho hoặc đâu mà la đủ um xít tu để poi bài số để friu bebê á để vào bebê vitamin ấy bông muito bom ấy. Ok, leo dán tên đê não não entendi leo tên đê não leo tên đê để água để milho. Ah, de milho sim sim é bom é bom sim sim muito bom. Ê, tu già già bebê. Già bebê. Muito bom. Hoje não tem, não tem açúcar. Hoje não tem açúcar, agora fazer. Sim, igual de água natural, sonê de banho de milho só. Ok, tá bom. Vitamina.
Seu bang de lixo peso. Depois xixi muito. Ok, ok, tá bom, tá bom. Com açúcar bom, Tony Fan. Tem. Com açúcar. Açúcar, depois só. Olha se não tem. Ok. Assim não bom. Bạn ấy sẽ nhặt hành và rửa hành sạch xong rồi thái nhỏ ra xong rồi nó phi lên đấy các bạn để tí cho vào ngô. Ngô thì sáng nay thì mình không có vào mà các bạn nên ra kia là thu hoạch về. Thu hoạch xong là bạn ấy thu hoạch xong cái là bạn ấy luộc nên là vẫn còn vỏ đang nghe mình tách vỏ đi. Thì tí nữa trộn vào nó dễ hơn. Còn ở đây là bạn Francisco là đang nướng tiếp đấy các bạn. Tại vì là trong cái son kia là các bạn ấy khả năng là sẽ ăn cùng. Là các bạn ấy đang nướng trực tiếp để cho nó nhanh, nhưng mà cho vào luộc thì nó sẽ lâu hơn. Ôi to à, khi vớt ra ấy, khi vớt ra thì nó sẽ làm nguội nước rồi. Nên mà các bạn phải đợi lâu hơn là các bạn nên nướng trực tiếp. Bây giờ đang có than rồi. Đang có than đấy các bạn. Rất là nhiều than. Các bạn đang nướng nốt. Sapu es y mata peso. À, Antonio, xin chào các bạn ạ. Ok, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Antonio Đẹp Trai. Ok, vim aqui no lado do Tony Fan. Ele me chamou e vou esperar o que ele vai mandar. À, bạn Antonio thì bạn ấy dặn mình là mấy từ hôm trước rồi. Thì là thời tiết thì có mưa thì là mình sẽ lấy ngô cho bạn ấy. À, ngô này là ngô nếp các bạn, mình để giống ở trang trại là bây giờ có số lượng thì cũng khá là nhiều. Mình sẽ bạn ấy bỏ lấy qua 2 cân thôi các bạn. Mình cho 5 cân nhưng bạn chỉ lấy qua 2 cân thôi. À, tặng bạn ấy để bạn ấy trồng vụ đợt mưa này. Chắc là chỉ còn tầm 2-3 ngày nữa là mưa đấy các bạn. Hôm nay là qua đây là cái là mình đưa cho bạn luôn. Vamos entrar aqui. Ok. Ok. Này khả năng mình phải lấy cái xô. Để vừa xô thôi. Ok pessoal, temos aqui a semente F0 que Tony Fan transformou. Là mình đã giống là được từng đây đấy các bạn, mà các bạn cũng đã trồng rồi, cũng đã mang lên trên kia trồng rồi. Ngô hạt to đây các bạn, leo bên kia, entra aquí về. Ngô hạt to như thế các bạn, entra mai distante. Ngô hạt to như thế đấy các bạn, mà không bị vỡ các bạn nhé, các bạn toàn bộ tách bằng tay hết. Quanto kilo? Kilo. Đôi kilo bánh khô củ à? Dois kilo pouco. Khen o teu bánh grande, você planta. Essa aqui é meio, né? Lao sei, esse é lâu meio. Meio. Cho é được 2 cân rồi. Aqui já 1 e meio. Cho thêm, các bạn thêm, bạn ấy trồng. Dois kilo? Sim. 2 cân. 2 cân này, 3 cân này này. Chỗ này là 4 cân đi cho bạn đi. À, bỏ. 4 cân nhá. Ok, ok. Đấy, chỗ này lửa cái xô này bạn ấy trồng thì chắc phải đến mấy nghìn cây. Ok, cảm ơn Tony Phan. Bạn ấy lấy vậy thôi tại vì là số lượng trồng nhiều quá là thế sẽ là cung vượt cầu đấy các bạn. Cung vượt cầu là sẽ không bán được. Mà bên nhà mình nữa, chỗ kia hôm nay là mình đã giải một lửa con đôi rồi. Là ngô này rồi. Tá bom, é? Esse cimento é muito bom. Muito já bom. Tem veleno no comé. Comé morrer. Cái này là mình đã tẩm thuốc rồi. Nên là bạn về trồng là an tâm, không bị con gì đâu ăn đâu các bạn. Esse veneno de que tipo? De bicho comer isso aqui assim seco? Esse é o mete de que? Veneno de que? De... É útil falar só agora não. Tipo, de comer assim? Sim.
Ele mata bicho que come assim? É assim, ele não come mais, ele entra aqui, ele morre. Ok. Então ele medo, não entra aqui. Também cimento é bom, cimento mesmo que mete naquela aqui o chão. Fora. Mete também, mexe um pouco, tapa bem para não passar vento. Bicho não come também. Ah, bạn ấy đang nói về cái gọi là cái gì nhỉ? Ok. Pode levar lá. Ok, muito obrigado. Estou satisfeito e vamos ver o resultado que vai dar quando nós plantar. Porque esta aqui, Tony Fan já transformou como semente F0. Porque era F1 que plantou, agora é F0. Ok. Okay. Bạn ấy đang nói chuyện là toàn bộ là cái ngô này là mình đã cho thuốc tẩm thuốc vào rồi. Là không bị con mọt loang nữa. Ok. A thưa quốc đa accident từ casa. Eu cuenta levar entrar. Ok. Entra quốc đa distante dentro. Ở trong đây là toàn bộ là đồ đạc là mình vẫn chưa để gọn gàng đâu các bạn. Mấy nữa phải làm cái như kiểu cái bàn ấy. Như cái bàn ấy để cất các thứ lên cho nó gọn gàng. Chỗ này là hạt rau mình đang để ở trong này để cho nó khô từ từ các bạn ạ. Kể cả hạt rau salad cũng vậy này. Để ở trong nhà để khô từ từ thôi. Chứ cho ra ngoài nắng nó khô nhanh quá cũng hỏng. Nó không tốt. Essa é de qual é a couve? Couve, você já fala esse... Do milho. De milho. Sim. Amargo. Ah, ok, ok. Esse Vietnam eu quero comprar. Bem barato. A semente? Sim. Esse semente mesmo depois da... Yeah. Ok. Agora não espera de secar. Ok. Já, pronto, já eu dá você. Bạn đang hỏi là rau cải muối dưa đấy các bạn. Bạn esse thích trồng rau cải muối dưa này. Essa alface é de tipo assim, folha... Sim. Direito não. Direito não, esse você... folha de... Que? Tem fundo, tem direito, esse. Ah. Eu peço falar de Angola. Sim. E esse eu trazer de Việt Nam vi aqui. Cả cái select này cũng vậy các bạn. Mình cũng cầm ở nhà sang này. Trồng bây giờ là có rất là nhiều giống rồi. Bạn Antonio cũng hỏi để xin một ít. Thì là mấy nữa thì có thì mình phải chia cho mọi người một ít thích bạn. Chia cho gia đình bạn ấy. Bạn còn bạn Lêu nữa chứ. Lêu thì chỗ trong ngô trong đây thì bạn cứ lấy ra trồng thôi. Trồng hết cái khu vực ở trên đằng sau đấy là ok rồi. Còn ok, này bye thì... bye. Ok, bye bye các bạn nào, cẩn thận nào. Bye bye các bạn nào. Ok, bye bye các bạn. Ok. Còn ok. Quỳnh đi sen ngô nhá. Xin chào nào. Xin chào mọi người nha. Quỳnh làm sao mà khóc đấy? À. Quỳnh chơi. Úi giời ơi. Làm sao? Làm sao lại khóc? À. Cháu xin chào nào. Cháu xin chào nào. Xin chào mọi người nào. Nhanh lên Quỳnh. Cái gì mà đi ăn ngô nhá, tí cháu sẽ chào sau nhá các bạn nhá. À, Quỳnh ăn ngô lướng nhá. À, calma. Aí, espera. Cebola o tomato. Lo, aqui panena aqui. Já lava. Ó, pessoal fica pé aí. Sanitário. Bánh grand được, đá tôi đi phong ha. Quero esse. Đây là củ ba kích đi các bạn. Ba kích này thì ở đây là nó sẽ khác ở Việt Nam các bạn nhé. À, cái loại này đấy, uống vào ấy, người ta sẽ thường là đây em mình ở đây là mình thấy người dân người ta chỉ có ăn sống nữa các bạn ạ. Người ta ăn sống thôi, còn mình lấy về là mình sẽ đun nước. Ele vai ser não é esse outro. Esse outro. Danny, esse ba kích.
Cái này là ba kích ở đây ở Angola là khác với như là theo mình là khác ở Việt Nam mình các bạn. Ở đây là nó cay cay. Nó cay cay, nó giống như cái củ nó cay các bạn. Xong đầu là nếu mà ăn vào đấy, ăn sống này thì là người nó rất là nóng, ở cái phần da nó nóng như kiểu dạng ngứa ngứa đấy các bạn. Nếu mà ngâm rượu thì uống sẽ lặng hơn. Còn ở đây thì mình thấy người dân người ta ăn sống này. Mình thì mình lấy về là mình đun nước uống, cái này là mát gan. Rất là tốt đấy các bạn này. Các bạn ấy chắc vừa đào được cả vườn về. Bạn nêu bạn ăn ngay này, ăn sống ngay này. É, acho de mundo dessa aqui. Eu não gostar muito desse, tá mais doce. Doce, no doce, no problema. Esse bom de pessoa. Bom de pessoa. Tony, como é? Bom como, Tony? Ở đây các bạn thích ăn không các bạn? Ăn cái này là mát gan nè. Còn ở bên này thì... Não vai tomate? Entra, já tá bom. Tomate, vai. Sale. Não vai tomar. Sani, vai. Esse mambo é assim, sempre que eu sei que está, não pode já estar. Não está quente ainda, Tony. Ainda quente, ok. Ainda não mete esse bolo. Não, entra fogo, banha. O meu sítio. É o milho. Tá bom. Ele faz depois. Sim, deixa ele fazer. Eu fico a ver só. Đấy, còn bên này là bạn Lêu là sẽ tách vỏ ra, xong rồi là tách vỏ ngô ra. Để tí nữa mình sẽ cho mỡ hành vào. Hôm nay là ngô là xào với mỡ hành. Mới đấy các bạn. Nóng lắm các bạn. Esse bom. Ai à. Ui, nóng quá. Bánh ken tí à. Cái nước ngô này là các bạn ấy để nguội tí nữa cầm lên trên vườn để uống các bạn. Các bạn làm ở trên kia xong rồi tí cầm trên đấy uống tốt cho sức khỏe. Ai ui. Bánh ken tí à. Ừ. Đáng nghe các bạn bóc vỏ trước nó khổ này. Bây giờ ngày hôm qua Tony Phan. Bánh frio. Frio como? Esse no frio. Tá congelado. Các bạn đang trêu mình, các bạn cầm ngô và nó nóng, à nó lạnh. Nóng dễ nảy tay nên như này. Đấy. Được chưa? Mọi người đang ngồi kia rồi, 8 giờ sáng nơi rồi các bạn. Então nem todos estão mal, Tony Fan. Bom, é um pessoal falando que comprar porque já feio afora. Não, tá bom. Xoang này ông nhận là bé thật các bạn. Xoang này sau khi luộc xong mà chuyển để ra cái chậu kia là không được bao nhiêu cả. Không biết là các bạn ấy rủ được mỗi người cái không? Ok. Bạn đi nào peke peke nu. San. Poco. Ông ta mai. Depois aumenta mais. Meteu uma vez só. Ai, nóng thế. Nóng thế. Fala aqui. Quente. Mama. 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 Dá minho, dá minho agora. Tá quente. Quente. Ah, dessa fora de frio, dá lene comer o primeiro bem barulho. Cala a boca. Você faz isso, depois o pé saiu mesmo. Esse pele não sai mais. Não saiu mais. Já caducou. A doce. Bem doce. Aqui deixa frio depois bebê. Cái này là được cái nơi nước đấy các bạn. Tí nào các bạn bê cả lên trên chỗ làm kia là các bạn ăn thôi.
Ya, ya. Mete cebola ahora. Entra aquí. Entra, entra, entra. Ok. Trên đây hành ý đủ đi các bạn này. Ya. Yeah. Quá là nóng luôn. Nó ít mỡ quá rồi. Cái này ít mỡ quá rồi. Ông người ta mai. Ông người ta mai có liều. Anh cô của. Đun bao đủ pho mì à? Ê! Bánh xe ca. Mưu quan rồi. Chết rồi. Tony Phan, ông phải là Tony Phan mà tế bước đều lì. Tony Phan phải là nào. Gửi ra về. Nếu tôi cố gắng thì gắt ta bước. Bấm. Chỗ này là ngô nướng. À. Xì ngô kìa. Thơm thế. Đấy, số lê bành. Trash. Gột tay. Bạn ấy đang tráng chậu các bạn nhé. Đang tráng chậu để cho vào kia cho nó nguội. Các bạn bê lên kia kìa các bạn. Nhìn, các bạn nhìn bắp ngô ngon như này các bạn. Nướng xong ngon này. Phải thả trong chậu. À, vô xe vê ai à, xe bô là bông lơ bông. Uầy, chuyển về sau này thôi. Hành phi sắp được rồi các bạn. Bánh kem thì ra friu. Nào mình để lẫn vào kia luôn. Nó để xa xong mai. Cô lô để tê khá. Wow, ngon quá. Cà phát đi vay người kia. Azio cascasi. Tì ra peo có mẹ. Agora. Đấy, mình như bánh bonito à xinh. Bóng bonito. Có mẹ bông. Igual cà rua, Francisco, lanh sim. Lanh bai su, cây ma, lanh sim. Tí ra pê nua. Nấu để xa xong là xinh, bẹt đê. Hai cái này. À, chỗ này là chắc là phải tầm 40-50 cái. Sáng nay bạn Sandra là cũng không đếm là hái là bao nhiêu, mình không biết để biết được là cái lượng các bạn là bao nhiêu. Mai, tira ago ra. Chỗ này là tí để Francisco come tu đủ. Chỗ này Francisco come tu đủ. Chỗ này là để cho bạn Francisco come. Bạn ăn chỗ này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Come cowboy tu. Dạ, cebola dạ. Dạ. Ainda. Banh cơ rùa. Tá bom. Entra aqui tu đủ. Falta sal. Falta mê sani. Tá tipo no telão. Ela não gastou. Não gastou. Ok, tá bom. Vira.
Já, dessa banana grande fora aqui. Em cima. Dessa samutita. Uau, tu. O Tuli come fora. Espera a pessoa. Tudo pessoa espera a sua cebola. Fogo altura. Lá milho. Não, não problema. Não problema. Isso já tá. Cho lửa nó cháy to lên, cả nhà đang chờ đợi món ngô. Con đi phao đi ao tentar com tomate no bom. Cachua. Cachua como? Bater junto com cebola. Cebola de que? Moño. Ora. Não vai água. Só óleo, cebola. E o sal e o cachorro. Porra, come assim, come de que? Molho de tomate. Molho, sim, come de fun. Come bom mesmo. Sal não gasta. Sal não gasta no óleo. Vira aí, saiu bem. Não vira nem não saiu bem. Hôm sáng nay là các bạn ấy ăn món ngô này là ăn trừ bữa đấy các bạn. Hôm nay sáng nay là bạn Sandra vào đây mình luộc thấy nước đã sôi rồi. Bê thì đôi à, đa về lấy giá à, sinh đâu a bê ta sinh để pôi bê pê đôi bê. Sinh aki aki đôi aki 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 aki. Ở phần trước mặt này là mình đang để cho các bạn ấy phải đi chặt những cây gỗ đó các bạn, đào những cái cây này lên để chuẩn bị chỗ này là mình sẽ cày thử nghiệm ở đây. Xem là máy nó hoạt động có tốt không các bạn. Chỗ này là còn rất là nhiều gốc cây to, ngày xưa là các bạn ấy không đào được. Bây giờ là vẫn phải đào lên để các bạn ấy sẽ dùng cày để cày chỗ này. Chỗ này đếm sơ sơ là còn gần 20 gốc cây nữa các bạn. Thì gốc cây nó quá to thì mình để lại thôi. Còn là gốc cây bình thường nhỏ là mình các bạn sẽ chặt ra. Ở đây là dưới cái hố này đào, các bạn đào là đã có nước rồi các bạn này. Ở đây mà đào ao là rất là tuyệt vời đấy các bạn. Là lúc nào cũng có nước. Còn ở trên đỉnh đồi kia thì còn rất là nhiều những gốc cây các bạn. Nhưng mà trên đấy thì là sẽ để nó mục dần. Các bạn đốt để cho nó chết đi, xong là mình sẽ để cho nó mục dần thôi. Còn ở dưới này là cái mặt bằng đấy các bạn. Mặt bằng thì mình giải phóng được đi gốc cây đi là càng tốt. Sau sử dụng cày. Cái cày thì Hai Quy cũng đã sắm được mấy ngày hôm nay rồi. Thì mình cũng đang chế cái phần mà chỗ, cái phần cái răng để cái răng cày các bạn. Gốc cây này có từ đầu năm đến giờ là đã mục rồi các bạn này. Đã mục rồi, các bạn ấy đào cũng dễ rồi.
đào đi để cho nó đỡ vướng. Bây giờ mình sẽ lên trên đỉnh đồi các bạn để thăm các bạn làm ở trên đấy. Chỉ có mấy hôm thôi mà các bạn trong trang trại là các bạn ấy cuốc được số lượng nhiều đấy các bạn. Các bạn ấy cuốc xong là các bạn nên luống. Còn những cái cây ngô kia thì các bạn ấy để xuống cái rỗng ấy, sau này là nó mục ra thôi. Mình cũng đã bảo các bạn ấy lấp luôn trực tiếp vào nhưng mà nó vướng lắm các bạn. Không lấp được, các bạn ấy còn phải cuốc. Nếu mà muốn lấp được thì các bạn ấy cuốc xong rồi các bạn ấy sẽ tạo một cái rãnh. Các bạn ấy đặt những cái ngô vào thì mình lấp được đi. Cái ngô thì nó rất là cồng cành. Can tây đù e banh pe ke nù. Ở đây về mùa khô thì nhìn đất như này đấy các bạn. Nhưng mà mấy bữa mưa xuống thì nhìn đất nó sẽ màu mỡ hơn, nó ẩm. Lúc đấy thì chỗ nào nhìn cỏ nó cũng xanh mượt hết đấy các bạn. Mà các bạn ấy không chịu khó dọn thì nó mọc nhanh lắm. Pesado de comer. Pesado? Comer já pesado. Não. Esse por é tapar, não tapar o quê? Aqui é por a cu pequeno, fazer canteiro, tapar, ó. Ni mô hè. Tem vitamin. Olha, cuidado, é. Leu você cortar lá embaixo, você subiu lá em cima. Não, corte na mesma linha. Demorar bué, de cada katana dá. Ele mexer sair. Ok. Já vamos ter bué. Ele vai pro outro lado, ué. Na montanha tá aí dando. Tá aí mesmo lá, tá aí ali. Tá aqui. Tá aí lá. Tá aí dando, tá aí dando. Ui, faz o nosso. Vento foi assim. Các bạn ấy còn đang phải bốc cho, tức là các bạn tung lên xem là hướng gió chiều nào ấy các bạn. Tại vì ở trên kia, trên đỉnh cái ngọn cây mà bạn leo, bạn đang chặt kia là đang có mấy cái cây ngứa. Quả cây ngứa, gió là nó sẽ thổi vào chiều hướng đấy đấy các bạn. Các bạn ấy chặt phát cỏ đây. Các bạn ấy phát cỏ đây là các bạn cũng phải để ý những cái cây đấy, không thì ngứa lắm ấy các bạn. Ngứa khoảng tầm, nếu mà nó bám vào da là cứ phải một tuần sau thì mới hết ngứa đấy các bạn. À, các bạn ấy đáng nghĩa là về mùa mưa thứ hai ấy, là các bạn đi dọn cỏ được là những cái cây ngứa là nó sẽ hết. Tại vì lúc đấy nó chưa ra quả đâu các bạn. Nó chỉ leo thôi thì nó không ngứa. Mà khi nó đã ra quả rồi thì nó rất là ngứa đấy các bạn. Ở đây các bạn ấy cũng rất là hái, mình cũng rất là hái cái quả này đây các bạn. Bánh cuối đa đùa. Esse é o carroto. Carroto. É que é feijão bravo.
Esse feijão como é? Não afora a sua de areia dentro, não. Dentro comer como? Se for arder assim dentro. Sim. Mình đang chiều bạn này, không biết cái hạt này có ăn không các bạn ạ. Các bạn bỏ ăn là nó sẽ ngứa dạ dày đấy các bạn. Tomate, esse neva lunda. Đằng trước mặt kia là một cái con camel các bạn à, chở, không biết là chở cái chở hành hay là chở cà chua đi lunda đấy các bạn. Ở đây là chắc không bán được là phải chở đi, ở đây rẻ quá. Olha gì subiu aqui tudo, cava tudo aqui, bate aqui, amanhã entra lá. Bom mesmo, você não sabe cavar, cavar metade. Aqui, assim. Fazer, depois voltar a casa, cortar essa, essa daqui, bom e você, essa. Pau esse, você... Pau de pico. Oi, muito bom, você não sabe. Você sabe, você não corta. Các bạn ấy đang nói là cái cán kia nó đang bị hỏng, cán tre là không sử dụng được đâu các bạn. À, cái cây gai này các bạn này, cây gỗ gai này là rất là bền. Nhưng mà phải tìm được cái cây mà nó thẳng thì cũng rất là hiếm. Chỗ này, cây này cũng là tạm thời, cây này là các bạn ấy sẽ dùng được này. Aqui é, leu é. Esse é, depois saiu aqui, é cortar uma, esse é ensará, bom é. Capo, esse é. Aqui tem é. Frente aqui tem uma. Leu é. Esse é ensará, capo muito bom você. Các bạn ấy sử dụng cái cây gỗ này thì là nó rất chắc đấy các bạn. Chắc cả hơn cả gỗ ổi. Chắc hơn gỗ ổi như gỗ lim ấy các bạn. Cái cây này nhưng mà nó dạng như kiểu leo đấy. Nó thấp như này. Chắc là cái ngọn bị chặt ra nên nó thấp nên nó mới nhìn phần này nó mới thẳng thôi. Nên các bạn ấy sử dụng làm cán cuốc rất là tốt. Còn những loại gỗ khác các bạn chỉ cuốc được 2-3 hôm là gãy hết đấy các bạn.